Mình xin chào các bạn. Thì trên màn hình các bạn đang nhìn thấy đây là một chiếc quay 125i phiên bản 2023, màu xanh yên đỏ bánh mâm nguyên bản. Đây là cái video mình làm theo cầu của một bạn, và bạn ấy muốn quay mình quay một cặp cơ màu xanh yên đỏ và đen yên đỏ. Tuy nhiên thì cửa hàng Ba Duyên vừa bán đi cái phiên bản màu đen yên đỏ rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ quay chỉ duy nhất cái chiếc màu xanh yên đỏ nguyên bản này cho bạn ấy, cùng những bạn nào đang muốn quay lại xem cái phiên bản 2022 này. Tại vì thực ra là nó sẽ không còn tồn tại bao lâu nữa. Và những video như thế này có lẽ là nó sẽ vơi dần theo thời gian. Và địa chỉ cửa hàng Ba Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Dòng xe này á thì cửa hàng hiện tại vẫn còn nha các bạn. Và hôm ra thì các bạn đã tìm mua cũng khá nhiều. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức lại cái phiên bản này. Mình xin nhấn mạnh nó là nguyên bản nha, đúng chuẩn mâm đời 2022 đó các bạn. Và cùng với đó là một vài cũng thông số của xe nè. Về chiếc xe này thì cân nặng của nó là 106 kg nha. 106 kg. Động cơ là 125 phân khối. Công suất của nó thì tầm khoảng là 9 mã lực. Và đặc biệt hơn là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của xe nó đạt là 71,4 km cho 1 lít. Đây là do chính Honda Thái Lan công bố. Đây là phần tem nổi của xe. Thế hệ này thì bánh mâm mới có tem nổi là chữ quay nha các bạn. Còn bánh căm á, thì mặc định nó sẽ là tem dán. Số 125i thì lúc nào cũng là tem dán rồi. Và phuộc sau sẽ là phuộc xi như thế này. Mời các bạn xem. Đó. Mâm thì là mâm phải có nút. Đây là hệ thống đèn phía sau. Thì hệ thống đèn này chúng ta sẽ có là đèn halogen. Đây ha, bóng xi nhan và bóng hậu đều là halogen hết các bạn. Rồi về trắng bùn. Kích thước vỏ sau này, chúng ta sẽ có vỏ này là vỏ 80-90. Vỏ xài là vỏ có ruột. Phía sau trang bị là phanh cơ thắng đùm phía sau nha các bạn. Thường là những cái đời 22 này trở về trước á, bánh mâm nó hay gắn liền với cái yên đỏ các bạn. Đây này, yên đỏ nè. Yên đỏ và yếm đỏ như thế này. Yếm ở dưới này ha, ốp ổ khóa, ốp đồng hồ. Rồi, bên này chúng ta sẽ có một cái cây bô đẹp. Cụm động cơ được sơn đen như thế này. Đây là cái truyền thống nào giờ của Honda Thái Lan rồi. Động cơ sơn đen bóng. Và mời các bạn xem kỹ cái màu xanh này nha. Thực sự mà nói thì cái màu sơn đến từ Honda Thái Lan. Màu sơn nhìn nó mịn. Và nó liền các bạn, nó đẹp. Còn đây là tem quay nè. Mình vừa đích thân lau chùi nó đó các bạn. Phần dưới cái yên xe sẽ là một cái bình xăng to 5,4 lít. Đây cũng là đặc điểm chung của những dòng xe Thái Lan ha. Lúc nào bình xăng cũng được ưu ái làm to hơn. Phù trời Việt Nam mình thì chỉ có 4 lít 6 à. Đây. Và cái cốp này nó vẫn bằng với phù trời Việt Nam mình là 17 lít. Để vừa một nón bảo hiểm 3/4. Nó cũng là một trong suốt dòng xe số phổ thông có cốp siêu to đó các bạn. Dưới phần yên này thì chúng ta sẽ có một cái dây gàng. Đây là cái túi đồ nghề, những dụng cụ cơ bản thôi. Phần yên này ha. Rồi. Ở trên này chúng ta sẽ có một cái yên với chiều cao yên rất là thấp. Nó chỉ có là 758 mm thôi các bạn. Thì với đại đa số người dùng Việt và Đông Nam Á mình luôn á, thì cái chiều cao yên này nó quá lý tưởng đúng không các bạn? Nó quá lý tưởng rồi. Còn về thiết kế xe thì chiếc xe này có thể nói là thiết kế đỉnh nhất của dòng xe Honda cho tới thời điểm hiện tại. Thật sự thế luôn. Từ phần đầu đèn trước, rồi đèn sau, mặt nạ,
bộ quay phía ngoài đó các bạn, đây chỗ này. Các bạn thấy nó thanh mảnh, nó vừa phải ha. Đó. Gọn gàng. Đèn mũi thì sử dụng là bóng LED đó các bạn. Rồi bóng đèn xi nhan này thì vẫn là bóng halogen thôi và đèn chạy ngày. Đặc biệt đặc điểm của dòng quay Thái á, thì phía trước nó sẽ có hai con ốc này. Mục đích của nó không phải là để giữ cái mặt nạ này cứng hơn mà chủ yếu là để gắn cái gỗ. Thì cửa hàng Bảo Duyên vẫn có bán gỗ này nha các bạn. Bán rời luôn, nếu các bạn muốn thì mình cứ alo cho cửa hàng đặt. Có bán rời. Đây. Hạ rôm ha. Sáng loáng. Các bạn nhìn những cái đường nét này ha. Chao chuốt. Có thể nói là mỹ miều đó các bạn. Những cái đường cong này nè, rất là đẹp. Chỗ này. Bạn nhìn nè. Đó, mình mời các bạn xem chỗ này nè. Cái phần bửng nè, nó nhô ra các bạn thấy không? Đó. Nó đẹp. Và đặc biệt hơn nữa là khối động cơ này nó đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Trong khi khu chợ Việt Nam mình là Euro 3. Cho nên là cái đường đi từ cái họng bô nó đi ra nó phải dài hơn. Và nó sẽ qua một cái bộ chuyển đổi chất xúc tác làm việc tối ưu hơn để cho ra khí thải nó thân thiện hơn với môi trường của mình. Khoảng sáng gầm xe là 131mm thì tất nhiên rồi. Khi các bạn leo lề các bạn phải cẩn thận nha. Khoảng cách giữa hai trục bánh xe có nghĩa là chiều dài cơ sở từ trục bánh trước này kéo dài đến trục bánh sau là 1221mm. Và trọng lượng như lúc nãy mình nói là 106kg nha. Mình tiến thẳng lên cụm đồng hồ. Thì cái phần cụm đồng hồ này Honda thiết kế có thể nói là cũng rất là đẹp rồi. Có pha, còi, xi nhan. Toàn bộ những chiếc xe của Honda sau này đều đặt vị trí là cái còi nằm ở trên và xi nhan nằm ở dưới. Báo xăng bên này, báo số bên này. Ở chính giữa khu vực này sẽ dành chọn cho cái khu vực là ô đô và báo tốc độ chỗ này. Cùng với một cái logo cánh chim ở đây. Và báo pha chỗ này các bạn. Thiết kế nói chung là cái đồng hồ này rất là đẹp. Rất là đẹp. Ở dưới này chúng ta sẽ có một cái ổ khóa được sơn trắng như thế này. Có khóa từ. Khóa cổ và mở yên trên này luôn các bạn. Đây. Và cái ốp này là màu đỏ ha. Như mình nói lúc nãy. Ốp ổ khóa. Ốp đồng hồ. Là màu đỏ. Về kích thước, chiều dài, nhân rộng, nhân cao của xe. Mình điểm lại lần nữa nha. 1931, 711 và 1090mm đó các bạn. Bạn nào thực sự còn yêu mến cái dòng xe này, vẫn yêu mến nó thì mình cứ gọi ngay cho các bạn nhân viên ở đây để được tư vấn chi tiết. Ví dụ như đây là bạn Huy nè. Đây là bạn Huy ha. Thì cứ gọi vào, mình sẽ cho tới 3 số là của bạn Mai, bạn Duy, bạn Huy để tư vấn về vấn đề thứ nhất là giá cả. Tại vì trong video này mình không có báo giá cho các bạn. Giá xe nó lên xuống liên tục. Nói chung là lên nhiều chứ không có xuống đâu các bạn. Rồi về ship xe. Thậm chí là phần nào đó nữa là các bạn muốn mua trả góp cái dòng xe này. Để tiền mình làm vấn đề khác chẳng hạn. Thì mình cứ gọi vào để mình tư vấn. Tư vấn tất tần tật luôn. Ship xe, làm biển số xe luôn các bạn. Các bạn nhìn ngay cả cái chỗ này. Ha. Đó. Rất là khéo. Honda rất là khéo ở những cái chỗ này. Thiết kế chỗ này quá đẹp. Rồi từ trên nhìn xuống nè. Để mình nhắc lại thông số một lần nữa ha. Không biết nãy giờ mình có đọc lộn cái đời 23 không nè, đời 23 phía sau nè các bạn. Và đang có khách xem xe nè. Thì cái trọng lượng là 106kg ha. Khoảng cách hai chục bánh xe là 1258 á. Đúng rồi, hình như mình đọc nó có lộn đó các bạn. Có nhầm á. Chiều cao yên là 758mm thì đúng nè. Khoảng sáng gầm là 135mm, như vậy là nó sẽ cao hơn thế hệ mới chút xíu. Thế hệ mới nãy mình đọc mình nhớ là chỉ có 131 thôi, đọc nhầm rồi. Và còn lại thì nó như cũ thôi. Tỷ số nén của xe là 9,3 chia 1, công suất tầm 9 mã lực. Rồi ok.
Rồi, các bạn nhìn lại lần nữa nha, rồi mình sẽ kết thúc video ha. Đây là phiên bản màu xanh nguyên bản. Cái màu xanh này thì phu trời Việt Nam mình có đó. Tuy nhiên thì phần yên đen, yếm đen, ốp đen hết. Xe Thái thì nó thường gắn liền với cái màu đỏ là như vậy. Mình sẽ khép lại cái video này ở đây nha. Các bạn nhìn màu xanh đẹp quá phải không các bạn? Nước sơn rất là đẹp. Nước sơn rất là đẹp. Đó. Rồi, mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.